phụ nữ sở hữu một trong 7 dấu hiệu tướng tay này là người giàu sang, tài vận hanh thông. Như Quỳnh hoan hỉ đón chào quý anh chị đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, phụ nữ luôn mong muốn có được một cuộc sống ổn định, kết hôn với người đàn ông, vừa có kinh tế, vừa biết yêu thương vợ con và sống một cuộc sống thoải mái, không phải suy nghĩ về tiền bạc. Trong nhân tướng học, bàn tay đóng vai trò rất quan trọng bởi toàn bộ cơ nghiệp đều được hai bàn tay gây dựng nên. Mỗi bàn tay của con người đều sở hữu những đặc điểm riêng và quyết định số phận của mỗi người. Đặc biệt, nếu bàn tay người phụ nữ sở hữu những đặc điểm sau đây, có thể hậu vận sẽ rất sung sướng. Bàn tay mềm mại và đầy đặn. Lòng bàn tay mềm mại và đầy đặn luôn thể hiện một cuộc sống sung túc và viên mãn của một người phụ nữ. Nếu bất cứ chị em nào có lòng bàn tay như vậy, có thể sẽ gặp may mắn trong tình yêu và hôn nhân, đặc biệt là gặp được người bạn đời rất đẹp trai và giàu có. Dù trong bất cứ chuyện gì, người có lòng bàn tay mềm mại và đầy đặn đều nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi công việc. Có thể sẽ tự xoay chuyển mọi việc nhờ vào sự thông minh và sắc sảo của mình. Lòng bàn tay cứng và khô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài vận của mỗi người, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ, họ có thể không gặp nhiều may mắn, nhưng nếu chăm chỉ thì đức năng vẫn thắng số. Sắc khí bàn tay hồng hào. Phụ nữ có lòng bàn tay hồng hào và bóng bẩy có thể kết hôn với một người đàn ông giàu có một sự nghiệp thành công, may mắn và hôn nhân hạnh phúc. Người phụ nữ may mắn được sở hữu đôi bàn tay hồng hào sẽ có một lực hấp dẫn người khác, đặc biệt là với người khác phái. Nhờ có sắc hồng hào và sự khéo léo trên đôi bàn tay, những người phụ nữ này sẽ rất hợp với các công việc liên quan đến nghề làm đẹp hoặc là giỏi nấu nướng. Nếu không may, lòng bàn tay của bạn không có màu hồng hoặc là hơi thô ráp, thì bạn nên thường xuyên chăm sóc đôi bàn tay và cố gắng dựa vào năng lực của chính mình để phát triển. Chắc chắn thành công sẽ không chờ đợi những người lười biếng. Nhất là những người phụ nữ mà khi có phần gò thủy tinh hồng hào và nổi rõ sẽ càng là tướng đắc cách. Gò thủy tinh nằm ở gốc ngón tay út chủ về tài vận, xã giao và đầu óc buôn bán. Người có gò thủy tinh hồng hào lại nổi lên rõ ràng, không chỉ có tài năng tuyệt vời trên phương diện kinh doanh mà tài vận cũng tốt tương tự. Họ dễ dàng gặp được những cơ hội kiếm tiền rất tốt, chỉ cần cố gắng bằng lòng nỗ lực thì có thể kiếm được những khoản tiền lớn. Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn là một tay ngoại giao rất cừ khôi với khả năng ứng biến vô cùng linh hoạt. Nếu như người này tham gia các loại nghề nghiệp kinh doanh, buôn bán thì càng dễ dàng thành công và thu được rất nhiều lợi nhuận từ đó. Nốt ruồi trong lòng bàn tay. Nốt ruồi trong lòng bàn tay hầu hết đều thể hiện cho sự tốt lành. Nhưng ai sở hữu điều này đều là những người thông minh, giàu có và sẽ có thể kết hôn với đấng lang quân, có tiền và có tài. Nếu có nốt ruồi ở giữa lòng bàn tay, người phụ nữ này có khả năng khống chế truyền tình cảm rất tốt. Nốt ruồi nằm tại vị trí này cho thấy chủ nhân là người rất dễ làm nên sự nghiệp. Những người này thường có ý chí lớn và khả năng quyết đoán cao, có thể tự thân lập nghiệp từ rất sớm. Trong khi đó, nếu nốt ruồi nằm ở vị trí phần nhô cao dưới gốc ngón trỏ thì thể hiện đây là một người rất đảm đang, biết chăm lo cho gia đình, là mẫu người phụ nữ rất được nhiều người đàn ông yêu thích và mong muốn được kết duyên cùng. Đường chỉ tay đắc cách. Đối với đường chỉ tay của phụ nữ sẽ có hai trường hợp được coi là đắc cách nhất trong các kết cục chỉ tay. Thứ nhất, đường tâm đạo. Trong lòng bàn tay dài, nếu đường tâm đạo trên lòng bàn tay của người phụ nữ khá dài thì hướng lên và giống hình cái nĩa ở cuối thì hãy cứ yên tâm tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống giàu sang phú quý. Khi đường tâm đạo sâu đậm liền mạch thể hiện là một người rất kiên trì, giàu ý chí và nghị lực. Một người phụ nữ có lòng bàn tay như vậy sẽ là người có tư chất chững chạc, chính trực và rất thận trọng. Thứ hai, đường chỉ tay tạo thành vân đoạn trưởng. Hai đường vân chính hoặc là ba đường vân chính trong lòng bàn tay hợp thành một đường vân, đồng thời vân này xuyên suốt trong lòng bàn tay được gọi là vân đoạn trưởng. Thực tế, trong quá khứ có nói hôn nhân của phụ nữ có vân đoạn trưởng không tốt, chủ yếu là căn cứ vào tính cách của người phụ nữ có vân tay này tương đối là mạnh mẽ, có chủ kiến và không dễ dàng chấp nhận những chỉ huy của người khác.
mà phụ nữ trong quá khứ phải coi trọng tam tòng tứ đức, coi đàn ông như trời, vì vậy hiện nay đã không còn phù hợp từ lâu. Ngược lại, người phụ nữ sở hữu vân đoạn trường có tính độc lập cao, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp cũng như là mạnh dạn phấn đấu sự nghiệp, rất cầu tiến, cho dù tình cảm không tốt một chút, họ cũng không quá nề hà. Họ không chịu quá nhiều ảnh hưởng của chuyện tình ái, nên ngược lại, người phụ nữ của công việc này càng dễ dàng tung hoành ngang dọc. Ngay trong giới giải trí cũng có rất nhiều nữ minh tinh nổi tiếng của Trung Quốc có vân đoạn trưởng như Trương Tử Di, Thái Y Lâm. Tiếp theo là về đường tài lộc. Đường tài lộc hay còn gọi là đường Thái Dương là đường thẳng đứng từ ngón tay áp út chạy thẳng xuống. Nếu người phụ nữ nào có đường này rõ ràng, mọi thứ sẽ vô cùng suôn sẻ. Rất có thể bạn sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có tài cao. Nếu người phụ nữ nào có đường tài vận thô và rõ rệt sẽ có tài vận tốt. Người có tướng tay như vậy sẽ rất nhanh phát tài, giỏi trong việc đầu tư tiền bạc kiếm lời. Hơn nữa, càng làm càng giàu. Đường hôn nhân đi lên. Trong lòng bàn tay, đường hôn nhân có thể bắt đầu từ nhiều nơi, nhưng nó sẽ kết thúc ở điểm dưới ngón đeo nhẫn. Nếu đường hôn nhân di chuyển đi lên, sẽ cho thấy bạn có thể kết hôn với một người đàn ông thành đạt, thích sự nổi tiếng, địa vị và giàu có. Trong lòng bàn tay, nếu đường hôn nhân xuất phát từ ngón đeo nhẫn, đây là biểu tượng của sự giàu có. Nếu sở hữu đường hôn nhân như vậy, bạn sẽ gặp may mắn về đường tài lộc và có khả năng quản lý các vấn đề tiền bạc một cách khéo léo. Lòng bàn tay có nhiều hình. Lòng bàn tay của bạn nếu có nhiều hình vuông hoặc là hình tam giác thì xin được chúc mừng bạn. Các hình vuông hoặc là hình tam giác đó trong lòng bàn tay cho thấy bạn là người giỏi kiếm tiền và quản lý các vấn đề tiền bạc, có thể tích lũy được rất nhiều của cải. Nếu được sở hữu bàn tay như vậy, bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn về đường tài lộc sau khi kết hôn và có thể kết hôn với một người đàn ông đẹp trai, giàu có và sống một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Và ở phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 4 trong số 12 con giáp có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của những người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can, lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại tứ tải cát tinh. Thương quan sinh tứ tải mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp Tí và Sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển, vì vậy mà năm Canh Tí mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn. Nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước. Bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài chính của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với người tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều được thu nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói hiểu, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm phạm tam tai, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin, dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ thuộc vào công học hành vất vả trong suốt thuật một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau.
Tuy nhiên trong năm thủy khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế tý thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, nên mệnh chủ cần phải tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cần phải nghỉ ngơi giải trí phù hợp, tự tạo niềm vui và cảm hứng cho mình. Có như thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bạc tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó chính là những mệnh chủ tuổi Dần. Tuổi Dần vào năm 2020, con giáp này mà có những đặc điểm như đã được nêu ở trong phần 1 thì không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế tý thủy có trình ấn trợ mệnh tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn, để được thái tuế tương trợ gặp nhiều may mắn hơn. Hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vào năm 2020, về cơ bản sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái nâng đỡ của cấp trên. Điểm đặc biệt trong năm Canh Tý này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, thái tuế là tý thủy, là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu có nhiều gian nan lận đận, vậy nên tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý nhân, tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho tuổi Dần trong năm 2020. Đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cẩu hung tình chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ thì nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật như là chó mèo để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành thi cử lấy bằng cấp chuyển việc xin việc thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình, con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Tiếp theo, đó chính là những mệnh chủ tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng, mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng với vận quý nhân, nhất là vào tháng 3, 6, 7, 9 và tháng 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, có chí tiến thủ ắt sẽ có thành quả. Sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh cho năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng địa chi tý thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên năm nay vận tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ, tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt.
những người độc thân nên nắm bắt cơ hội tốt này. Điều cần phải nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp Hoàng Phan Tinh, cho nên năm nay dễ mắc những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa giải sát tinh, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Ngoài ra thì hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Và xếp hạng cuối cùng trong danh sách của chúng ta sẽ là các mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về sự nghiệp thì có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân sẽ có nhiều hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn của năm 2020, tuổi Thân rất cát lành. Những mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng sẽ có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như là văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến, vì là năm sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của thân. Một vài người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán văn nghệ thiết kế đang có chủ tính, thực hiện các dự án thiết kế phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ, chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần phải hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Còn về tình cảm Thái Tuế thương quan hợp thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức kinh doanh mà tình cảm trong cuộc sống nhiều hơn, sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia sẽ xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp Thái Tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh, nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thiên tài lộc may mắn cho mình, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, quý vị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những